Mình ngồi thẳng lưng lên ha, siết nhẹ cơ bụng rồi ngồi thẳng lưng lên. Vừa như cánh bướm, mình vừa kết hợp hơi thở. Hít sâu xuống đan điền. Ý dẫn khí. Ý mình ở đâu thì khí nó sẽ tới đó. Ngày các anh chị dành thời gian ra khoảng 5 đến 10 phút mình ngồi dịp cánh bướm thì thấy động tác nó đơn giản như thế này, nhưng mà nếu mà mình có sự lặp đi lặp lại mỗi ngày á, mình bảo dưỡng thì các anh chị đang chăm sóc cho quả thận của mình và cũng như giúp cho khí huyết lưu thông tốt hơn. Rồi, Phương xin mời cả nhà mình vỗ thông kinh lạc. Các anh chị vỗ mặt ngoài cánh tay ha, hỗ trợ tốt cho quả tim của mình. Lỗi bạn, mong cảm Rồi, ngày hôm qua các anh chị đã biết cách khí đưa ra tay nè. Vậy thì bây giờ trong quá trình mình vỗ, vừa kết hợp đưa khí vào luôn ha. Hít sâu xuống đan điền, xíu cơ bụng lại đặt ý ra tay của mình. Rồi, vừa vỗ vừa đặt ý ra tay. Thứ nhất là tay ở nắm đấm thì các chị vỗ bằng khí lực khí từ nắm đấm. Thứ hai là ý ra trên cái bề mặt cánh tay được vỗ á. Rồi, xin mời các bạn. Đây, như thế này. Lỗi bạn, con cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. À, các anh chị vỗ mặt trong cánh tay. Chào thầy Phương, chào cả nhà. Dạ, em chào chị Thảo Ly. Rồi, cô xin mời cả nhà mình đổi bên.
mình vỗ hay cả nhà chứ không phải mình vuốt ha, các chị nhớ vỗ thì hai người có chuyện nào đang vuốt thì sao nắm đấm của mình à vào cánh tay. Rồi bây giờ các anh chị vỗ mặt ngoài chân hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Hàng ngày mà chúng ta chỉ cần sao ngồi vỗ thông kinh lạc như thế này thôi là các anh chị đã thấy sức khỏe của mình thay đổi rồi, tại vì đang giúp cho máu huyết nó lưu thông tốt hơn đó. Chào thầy Phương, chào cả nhà. Dạ con chào cô Mười. À, cũng... Con mới vừa gặp con gái của cô đây. Ôi, thấy ơi. À. Chị đang ở Tâm Mỹ Dung nè. À, Rồi xin mời cả nhà mình vỗ mặt trong chân hỗ trợ chăm sóc cho quả thận của mình. Ngày nếu như mà các anh chị không sắp xếp được thời gian để mà mình tập á thì các anh chị sao ạ? Bổ thông kinh lạc. Ví dụ như các anh chị làm việc văn phòng nè, sáng sớm đầu giờ tới chỗ làm á cái mình bổ thông kinh lạc, hoặc là đầu buổi trưa gì đó trong quá trình thời gian làm á mình ngồi lâu quá các anh chị ra thì bổ thông kinh lạc giúp cho máu huyết của mình được thông tốt. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình ngồi xếp bằng lại thẳng lưng lên ha. Các anh chị có thể ngồi ván già hoặc là ngồi chiếc già đều được. Chiếc nhẹ cơ bụng lại thẳng cái lưng mình lên. Mình qua massage hồi xuân cơ thể. Mãi mãi tuổi 20, sức khỏe của người sắc, thân hình chuẩn như người mẫu. Rồi xin mời cả nhà mình vuốt đầu 36 cái. Mười đầu ngón tay miết vào da đầu của mình. Vuốt ở đâu mình đặt ý ở đó nha cả nhà. Rồi, xoa nắm tay lên. Rồi, xin mời cả nhà mình vuốt mặt 36 cái. Dạ, xin chào thầy ạ. Dạ, Dạ. con. Cho làn da của mình tươi trẻ hơn. Rồi thôi. Rồi cả nhà mình vuốt mũi 36 cái. Rồi thôi. Rồi các chị chăm sóc vùng mắt của mình ha, xoa tay thật nóng lên, ấm lên.
Rồi hai tay áp vào mắt, nhắm mắt lại. Rồi vuốt ra đuôi mắt và vuốt lên đầu. Lặp lại 6 lần. 2 3 4 5 6 Rồi cả nhà mình vuốt quanh hốc mắt 36 cái. Rồi với làn da của chỗ vùng mắt á thì các anh chị làm nhẹ nhàng. Rồi thôi. Rồi các anh chị lấy hai ngón, lấy ngón tay cái của mình là phần thật ngón tay cái. Các chị vuốt hốc mắt của mình ha, vuốt nhẹ thôi các anh chị, đưa tay vào vuốt. Cho nó thông suốt đôi mắt của mình. Cho đôi mắt ngày càng sáng, long lanh và đẹp hơn. Rồi, đổi bên. Rồi, vuốt hốc mắt dưới. Rồi đổi bên. Vuốt mắt dưới các anh chị vuốt ra tới đuôi mắt nè. Cái mình kéo hướng lên nữa ha. Lướt nhẹ tay của mình kéo hướng lên. Rồi thôi. Rồi các anh chị đảo mắt qua lại rồi hãy nhìn vô lại màn hình ha. Rồi bây giờ mình xoa tay thật nóng lên, chăm sóc cho hai lỗ tai. Các anh chị xoa lỗ tai cho mình mềm ra, xoa 6 cái lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5 6 Rồi, hít một hơi mình nén lại. Các anh chị mấy lô tay, mấy 6 cái lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5 6
Rồi cả nhà mình vuốt hai bên mang tay 36 cái. Rồi, thôi. Rồi, mình vuốt cổ 12 cái lặp lại 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cài lần 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kết hợp hơi thở với cả nhà. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiếp tục. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi với động tác vuốt cổ á các anh chị đừng có vuốt kéo xuống về. Các anh chị đặt cái tay phía sau ốc ghế của mình nè, các nhóm cơ phía sau cổ nè, đưa cái bàn tay mình vô. Khi mình xoa nóng cái tay nó ấm nóng mình đúng không? Các anh chị áp cái tay vào, kéo miết lên, hướng lên trên, quanh đây hướng lên hai bên. Thì quá trình lật tay mình đưa vô vậy là lực khí của mình á, mình xài khí đưa vô á, thì nó tác động vào các nhóm cơ, nó giúp cho cơ của mình nó vinh nhuận, nó thông suốt để máu huyết lưu thông tốt, và bên cạnh đó còn chăm sóc được cái đốt cổ của mình nữa, đốt sống cổ á. Rồi nhớ là vuốt kéo hướng lên ha, hướng lên, chiều hướng lên để cho thông suốt cái phần dưới cành hàm của mình luôn. Rồi bây giờ cả nhà mình chăm sóc vùng răng miệng, cánh chì gõ vùng nướu răng. Rồi dây ấm vùng nướu răng của rồi các anh chị cuốn đầu lưỡi lên trên nó vòng trên, hình dung dưới đáy lưỡi của mình có hai cái huyệt, rồi mình khui răng hết cả nhà. Hình dung dưới đáy lưỡi có hai cái huyệt để nước bọt tiết ra được nhiều hơn. Rồi các anh chị kéo giãn cái lưng mình ra nè để nó tác động vào mấy cái đốt sống của mình.
Rồi xoay chiều ngược lại. Rồi các anh chị đảo lưỡi. Sủng bọt đi cả nhà. Rồi nút bọt. Quá đã. Này người ta gọi là gì? Đã quá Pepsi ơi, còn mình là đã quá nước bọt ơi hả? À, xin mời cả nhà mình cùng đứng lên ha. Các chị đứng lên. Rồi các chị nãy giờ mình ngồi mình bổ thông kinh lạc nè, massage hồi xuân cơ thể nè, vừa làm vừa kết hợp khí vô á, thì các chị nãy giờ có thấy mình tuôn mồ hôi không? Mồ hôi tay, mồ hôi lưng và trên mặt, trên đầu của mình, thì các anh chị đã tuôn được mồ hôi chưa? Phương là Phương tuôn rồi đó. Ừ, có anh chị nào tuôn mồ hôi không? Ai tuôn được mồ hôi Phương chúc mừng, tại vì quá trình đó khí rồi của mình nó thông suốt. Và hệ bài tiết của mình đó các anh chị, bài tiết á, phải xin lỗi cả nhà, đào thải á, cơ thể của mình nó đào thải qua bốn con đường. Thứ nhất là đường đại tiện, thứ hai đó là đường tiểu tiện, thứ ba đó là đường hô hấp, và thứ tư á đó là đường bài tiết qua lỗ chân lông của mình, qua da. Vậy thì khi các anh chị tập như thế này nè, tiết được mồ hôi thì đào thải được các thải ra bên ngoài. Nên có những ngày mình tập sao các anh chị sẽ cảm thấy cái tiếng mồ hôi của mình đã, mồ hôi nó toát ra, nó hôi hôi. Anh chị nào mà chưa ra được mồ hôi thì không sao, cứ tập vài bữa từ từ nó thông suốt. Nhưng nhớ quá trình tập là kết hợp hơi thở vô, kết hợp hơi thở vô. Rồi mình sẽ đi tiếp, đó là các động tác bổ trợ, những động tác bổ trợ để giúp cho sao ạ, gân cơ của các anh chị phát triển lên, rồi bên cạnh đó mình vô thay gân đổi cốt ha. Các anh chị giao lưu với Phương chỗ này tí xíu. À, chỗ này để các anh chị có thể hiểu hơn trong quá trình những bài tập sắp tới á, tại sao mình được để làm. Ở đây anh chị nào đã từng bị đau nhức cột sống rồi không? Bị thoát vị đĩa đệm hay là lệch đốt sống rồi nè, và đau nhức cột sống có anh chị nào đã từng trải qua không ạ? Hay là đang bị không? Giao lưu một tí xíu thôi. Rồi xin mời Chiều Võ. Chịu bỏ mở mất được cái chịu bỏ. Dạ biết ơn thầy đã gọi em. Dạ Dạ. biết ơn cả nhà. Này lần đầu tiên em lên phát biểu em cũng hơi run. Dạ. Yeah. Đấy Tôi là em tập ngồi. rất nhiều lần, ngày nào cũng lên giao lưu chia sẻ hết là hết gôn. Dạ. Là hồi nãy em ngồi chút xíu là em bị đau lưng à. Bị lâu rồi thầy. Dạ.
Trước giờ mình có từng bị có đi khám gì chưa, đi khám gì về xương khớp chưa, đi khám Dạ đi chưa. chụp được không? Em chưa khám, chưa chụp gì hết á. Mà em bị lâu lắm thầy. Em ngồi Dạ chị, có phải nó gây cái cảm giác cho anh khó chịu đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vậy nó bất ổn. Rồi, biết ơn anh ha. Dạ. Xin chào cả nhà. Dạ, cảm ơn anh. Các anh chị đã từng nghe mọi người nói á, hoặc là đâu đó mình nghe người ta nói, đó là cột sống á, cái cột sống của mình đó các anh chị, là cuộc sống không? Cột sống là cuộc sống không? Vậy thì khi các anh chị có một cái cột sống khỏe thì các anh chị có một cái cuộc sống nó cũng khỏe. Ví dụ như anh Triệu Võ vừa chia sẻ thì anh đang bị bất ổn về cái cuộc sống của mình và nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày, làm cho anh bị đau nhức, nhiều khi sinh hoạt cũng khó khăn nữa, nó ảnh hưởng tới ngồi lâu tí xíu thì sao ạ? Mỏi lưng, đau lưng. Còn nhiều tình trạng nặng hơn thì có người thì sao ạ? Teo, ví dụ giống như thoát vị đi, vùng thắt lưng đi, thì lâu ngày nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái phần chi dưới của mình, có nhiều người thì teo chi luôn. Thì cột sống là cột sống, và ở đây các anh chị nào đã từng nghe đến một bộ môn đó là tác động cột sống không ạ? Và ai đã từng đi tác động cột sống thì mọi cái vấn nạn sức khỏe của mình nó biểu hiện thông qua cái cột sống của mình, thông qua cột sống. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ sao ạ? Chăm sóc cái cột sống của mình nó khỏe lên, nó khỏe lên để sinh hoạt hàng ngày nè, để sức khỏe cuộc sống của mình nó tốt hơn. Nhiều khi sao ạ? Mình ngủ qua đêm sáng thức dậy nó đau cái lưng, nó làm ảnh hưởng đến công việc ngày hôm đó của mình luôn. Thì hồi trước thì Phương có thấy ba của Phương từng bị như vậy, không biết sao ngủ qua đêm sáng thức dậy đi không được, đi không được luôn. Rồi từ từ sau qua ngày hôm sau mới có thể chống gậy đi được. Rồi đắp thuốc, đắp thuốc qua một thời gian khoảng chắc một tuần lễ hay sao á thì cha mới đi lại bình thường, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Rồi Phương vẽ cái hình này lên ha. Đào quang nó là bị mỏi những đốt cuối cùng, xương cùng. Tập đưa khí vô, cảm thấy tốt hơn. Chúc mừng anh. Rồi các anh chị nhìn lên tờ cái bảng của Phương nào. Thì đây không phải là khúc mía ha, không phải là lóng mía đâu nha. Thì các anh chị hình tượng giúp Phương đây là các đốt xương ha. Một lóng như thế này nè, cái này là các anh chị hình dung giúp Phương là đốt xương. Chắc để Phương ghi chú ra luôn cho nó chắc quá. Đốt sống. Rồi, đây là địa điểm. Cái địa điểm của mình. Cái địa điểm. À, mỗi một đốt sóng như thế này nè cả nhà,
cái ghế thần kinh đi ra. Rồi, dọc cái đốt sống á, nó có một cái lỗ ống, nó là ống tủy. Ống tủy ha, ống tủy sống của mình. Đây là cái đường tủy nè, tủy sống nè. Đương nhiên là đốt sống của mình nó có mấy cái gai ngang và gai sau để nó cấu tạo nên đốt sống nha. Nhưng mà Phương thì kỹ năng vẽ nó chưa có được cao nên các chị hình tượng gì giúp Phương. Rồi đây là dây thần kinh. Dây thần kinh. Đây, có hình mẫu luôn. Có hình mẫu cho các anh chị xem luôn. Rồi, đây là cái đốt sống của mình ha. Đốt sống. Đốt sống. Gai ngang. Gai ngang của thằng của đốt sống này này, gai sau nè. Rồi. Cái đỏ đỏ ngay đây nè cả nhà là cái địa điểm. Cái địa điểm của mình ha. Rồi, đây là cái ghế thần kinh đi ra nè. Đây, ghế thần kinh. Đây là ống tủy nè, từ ống tủy cái ghế thần kinh đi ra. Ống tủy nó sẽ nằm phía phía sau cái thằng đốt sống này. Vậy thì một người mà bị đau nhất khi chúng ta sao ạ? Bị lọt cái đốt sống ra một bên, ví dụ giống như là lọt ra trước hay lọt ra sau hay lọt ngang đi thì sao ạ? Nó chèn ép vô cái ghế thần kinh này, cái nó làm mình bị đau nhất. Rồi có những trường hợp thì sao cả nhà, nó lọt ra phía sau như thế này thì nó chèn vô cái ống tủy. Nếu mà trường hợp nặng thì sao ạ? Nó chèn luôn cái ống tủy này, nó ảnh hưởng đến cái ống tủy này. Thì đó là những trường hợp nặng ha. Rồi có những trường hợp trường ra trước, lõm ra phía trước đó. Rồi địa điểm cũng vậy, nhiều khi địa điểm sao ạ, nó bị chèn ra vô cái thần kinh, cái nó làm mình đau nhất. Thì ở đây để các anh chị nắm thêm thôi, để cái phần đốt sống của mình. Rồi bên cạnh đó nó còn có dọc các thớ cơ. Thớ cơ. Gân cơ dây chằng. Nó chạy dọc hai bên này nè. Gân cơ dây chằng ha. Gân cơ dây chằng. Rồi. Rồi đây là hình nguyên một cái cột sống của mình, từ đốt C1 cho đến đường xương cùng cục. Thì các anh chị nhìn nè, mỗi một đốt sống thì nó đều có cái đôi ghế thần kinh đi ra, thì có đôi ghế thần kinh đi ra. Thì mỗi một đốt như vậy, các ghế thần kinh như thế này nè, nó sẽ tương ứng với các bộ phận trong cơ thể của mình. Ví dụ như một người bị bất ổn về chỗ cái đoạn từ T1 đến T3 đi, nó sẽ ảnh hưởng đến sao? Phổi của mình. Rồi. Ví dụ như vùng L2 thì nó sẽ ảnh hưởng sao? Đến thận của mình. Rồi ai mà bị bất ổn cái vùng mà C6 C7 đi, nó chèn vô cái ghế thần kinh. Lâu ngày sao ạ? Nó làm tê tay của mình. Tê tay. Và thắt lưng này cũng vậy. À. Cái lâu lâu với chúng ta sao ạ? À, sinh hoạt cái gì đó các anh chị làm gì nặng, cái các anh chị nghe cái cục cái mình bị đau lưng luôn, thì lúc này sao ạ? À? Nó có thể trượt cái đốt sống của mình ra, cái nó chèn vô ghẻ thần kinh, cái nó làm mình bị đau. Cái các anh chị đi đến trung tâm nắn chỉnh về xương khớp, cái người ta nắn chỉnh lại cho mình cái hết, cái về nhà cái mình bị đau lại.
Thì các anh chị có biết nguyên nhân sao không ạ? Nhiều khi chưa về tới nhà nữa, chạy dọc đường thôi là đau lại rồi. Thì nhưng mà khi mà ngay tại trung tâm á, người ta nắn chỉnh cho mình thì lúc này sao ạ? Cái đốt sống sao ạ? Nó đã được kéo giãn ra khỏi cái dây thần kinh này, nó không còn chèn ép nữa, cái nó hết bị đau. Nhưng mà khi quá trình mình về á, nhiều khi các anh chị đi xe, ngồi xe cái nó xe nó chạy nó dằn á, cái nó lật qua lại, cái nó chèn, cái nó bị đau lại tiếp, nó bị đau lại tiếp. Các anh chị hiểu chỗ này không ạ? À? Rồi Dạ hiểu thầy ạ. tiếp theo ha, vậy thì để các đốt sống này nó không bị di lệch ra, thì ngoài việc mà các anh chị bị chấn thương gì đó, cái nó bị trượt, tổn thương nó trượt, thì hàng ngày các anh chị càng chăm sóc cái hệ thống gân cơ dây chằng hai bên này nè, để nó không có bị di lệch. Các anh chị hình dung giúp Phương á, khi mà mình đi ra chợ á, mình mua mấy cái chồng chén dĩa, các anh chị thấy người ta chắc chồng chắc chồng chắc chồng lên nguyên chồng cao thế này, cái mỗi một cái chén dĩa người ta có lót một cái tờ giấy á, để cho nó đừng có bị chày, đừng có bị vỡ á. Cái xung quanh cái chồng chén đó người ta buộc lên bốn cọng dây đúng không ạ, để khi các anh chị đi về các anh chị cầm lên nó không bị rớt ra. Vậy thì với đốt sống của mình, nguyên đốt sống này khi các anh chị vận động, khi các anh chị vận động nó có hệ thống gân cơ hai bên này nó bảo vệ, để nó không có bị di lệch ra, nó không bị lệch ra ngoài. Chỉ thì ai mà bị di lệch ra thì sao ạ? Có thể là do hệ thống gân cơ dây chằng này nó chưa đủ khỏe mạnh, nên quá trình mình vận động nè, mình vận động di chuyển sao ạ? Nó di lệch ra cái thì cái hệ thống gân cơ này không đủ để nó trả về lại, nó không đủ đàn hồi lại, cái nó bị lệch ra luôn. Rồi hay là một cái vật gì đó tác động vào mà mình không, cái hệ thống gân cơ hai bên nó không đủ để bảo vệ cái đốt xương này, nó cũng làm ảnh hưởng đến cái xương của mình. Vậy thì việc của mình thì sao ạ? Ngoài việc các anh chị đi đến trung tâm các anh chị chăm sóc để điều chỉnh lại cái đốt sống của mình, bên cạnh đó ở nhà các anh chị chăm sóc lại giúp Phương cái hệ thống gân cơ dây chằng này. Tại vì có thể là sao ạ? Nó lạc đốt sống cái nó làm gân cơ này nó bị gút lại, các chị hiểu không ạ? Nó gút lại, nó co lại, nó siết một bên, nó siết một bên, cái nó làm mình sao đốt sống từ từ nó lệch đi nhiều hơn. Hoặc là những trường hợp các anh chị bị nhiễm lạnh đó, cái gân cơ nó co nó gút lại, hay gì là nó thương nhũn như thế này, cái nó nhiễm lạnh cái nó co gút lại gì, cái nó kéo các những cơ nó kéo nó gút lại, nó gút lại, cái nó kéo cái đốt sống này lệch đi, cái nó chèn vô cái thần kinh, cái nó làm mình đau nhất, thần kinh nó bị chèn. Vậy thì bây giờ mình tập những cái bài tập này để hỗ trợ cho gân cơ của mình nó được giãn ra, và bên cạnh đó giúp gân cơ nó khỏe mạnh và săn săn chắc lên. Rồi vậy thì bây giờ mình muốn cái vận động của mình tốt ha, thì các chị cần chăm sóc nè, ngoài yếu tố gân cơ dây chằng thì các chị còn nhớ đến yếu tố của đốt sống của mình, xương nó phải khỏe mới được chứ, còn xương mà bị loãng xương thì đâu được, nên các chị phải nhớ đến yếu tố đó là đốt sống của mình, thăng xương, chăm sóc thăng xương cho nó khỏe lên, rồi chăm sóc cho địa điểm nó khỏe lên, rồi dây thần kinh nó khỏe lên, dây thần kinh tốt, đừng để cho thần kinh nó bị chèn ép, thần kinh mà nó bị chèn ép thì nó làm đau nhất, rồi đừng để cho địa điểm này bị trượt ra, đừng để trong đốt sống này bị trượt ra, bị lệch ra, rồi chăm sóc cho gân cơ hai bên này thương nhuận. Rồi thì các anh chị sao vận động mọi cái nó tốt, rồi bên cạnh đó sâu thêm thì các anh chị chăm sóc thêm cái bên trong ha, chăm sóc thêm cái bên trong đối với xương nè, thì các anh chị nhớ giúp Phương đó là thận, thận ha, chăm sóc thận của mình, bảo dưỡng thận, thận chủ cốt, thận chủ về cốt. Vậy thì ai đang bất ổn về xương thì nhớ bảo dưỡng thêm quả thận của mình,
Rồi địa điểm. À, găng cơ dây chằng. Thì các anh chị nhớ thêm giúp Phương. Cơ thì các anh chị nhớ giúp Phương đó là tỳ vị. Tỳ rồi cái cọng găng và dây chằng thì các anh chị nhớ giúp Phương đó là lá gan, chăm sóc gan, tại vì gan nó chủ về căn mạch, gan khỏe thì sao ông cọng găng dây chằng khỏe, rồi tỳ vị khỏe thì ông cơ khỏe, tại tỳ chủ cơ nhục, tỳ mà kém không hấp thụ được thì cơ nhục nó cũng kém theo. Rồi mình nhớ chăm sóc thêm bên trong ha, chăm sóc bảo dưỡng thêm gan, tỳ vị, thận, gan tỳ thận. Cả nhà mình để ý trong những cái bài tập mình ở đây và nhịp cánh bướm nè là nó đang sao bảo dưỡng quả thận của mình, bảo dưỡng thận á. Rồi bổ thông kinh lạc, các anh chị cũng có chăm sóc cho gan luôn đó, mặt ngoài của hệ tiêu hóa nè, các anh chị bổ xuống tới mu bàn chân của mình, nó cũng kích hoạt chăm sóc cho lá gan. Về phần này thì các anh chị nhớ chườm ấm thêm ông tỳ này nè, ăn uống đúng giờ và các anh chị đưa nhiệt vào, tức là thân nhiệt á, đừng để bị lạnh. Chườm ấm cho cơ thể của mình bằng cách chườm lá gan rồi chườm qua bên đây chườm cho tỳ của mình cho nó ấm. Rồi bên cạnh đó các dây thần kinh này nó có liên quan vào trong tạng phủ của mình đúng không, vậy thì các anh chị sao đừng để cho mấy ông thần kinh này nó bị dính lại, cái cuộc sống các gơ này nè, nó đừng có co lại để nó không có bị chèn không gây dây thần kinh, thì từ đó dây thần kinh này chi phối xuống cái vùng tỳ vị hay là gan gì nè nó cũng tốt hơn. Vậy thì những cái bài sắp tới mình tập nè, ví dụ như bài lăn cơ lưng rồi bài lắc hông hay bài đi lui, mấy bài tập bổ trợ của mình đó là để cho nhóm gan cơ này của các anh chị phát triển tốt lên nè ha, gan cơ. Rồi bài 12 động tác thay gân đổi cốt cũng vậy. Gân cơ các anh chị khỏe lên thì sao? Từ từ xương nó cũng khỏe lên. Từ từ xương nó cũng khỏe lên. Ai muốn chăm sóc cho xương mình khỏe hơn á thì các anh chị nhớ ưu tiên tới máu với Phương. Tại vì quá trình không không có mạch máu nó đi thẳng vào xương mà nó thông qua sự thẩm thấu. Thì vì vậy các anh chị nhớ đó là ưu tiên tạo máu, máu nó phải đủ đầy cái đã. Đủ máu ha, ưu tiên máu khi chăm sóc tới xương, muốn cho xương khỏe lên thì nhớ tới máu là ưu tiên. Vậy thì khi các ông nhóm gan cơ hai bên này ông thương nhuận, máu huyết trong gan cơ nó có mấy cái đường máu á, máu lưu thông tốt thì ông xương này từ từ ông được nuôi dưỡng lên tốt, còn nếu mà ông gan cơ đây ông bị bó lại, ông bị chèn ép, ông bị chèn lại nè, xiết lại máu không lưu thông được thì cái khu vực này máu đâu tới được đâu. À, vậy thì mình tập để cho gân cơ nó được thư giãn ra, nó được giãn ra, nó được vinh nhuận, nó được chắc khỏe lên. Rồi qua thời gian các anh chị tập sẽ thấy gân cơ của mình nó phát triển, từ từ gân cơ nó dày lên, nó chắc khỏe lên, cơ lưng của mình. Ở đây có anh Nguyễn Quyên hỏi Phương là đau lưng mới phát hiện bị thoát vị đĩa đệm thì tập như thế nào, thì anh cứ vào lộ trình này tập đi, các động tác bổ trợ nè, các động tác tập Phương sẽ chuyển giao vào 12 động tác thay gân đổi cốt ha, tại vì nó đã thoát vị đĩa đệm nó rồi thì mình sao ạ, ngoài việc các anh chị đến trung tâm nấng chỉnh thì ở đây mình sẽ làm cái này gân cơ để gân cơ nó thư nhuận lên, từ từ sao nó sắp xếp lại cả đốt xương của mình nó ngay lại. Rồi
Chị tên gì ta? Sẻ hả? iPhone của Sẻ nè. Mời chị Sẻ. Em chào thầy. Dạ. Em chào thầy ạ. À. Nói đi chị, em nghe. Dạ. Dạ thầy, em biết ơn và biết ơn cả lớp, biết ơn thầy. Thầy cho em hỏi là em bị cái chỗ, em không phải đau lưng mà em bị cái chỗ chỗ này thầy nè, chỗ cái lưng em thầy thấy không? Ngay chỗ cái bả vai á thầy. Dạ, em bị thương hồi xưa, em bị giống như bị xe nó tông một cái mạnh thiệt mạnh vô cái lưng của em á thầy. Cho nên là cả em cũng có đi chụp hình rồi rồi mà là bác sĩ nói là em bị sưng cơ thôi, là bị thương cái chỗ cái cơ á. Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng có tập yoga rồi rất là nhiều, nhưng mà cứ thỉnh thoảng là nó sẽ đau lại, mà nó đau là em nói nó cũng đau luôn á thầy. Mà mấy bữa nay em tập một khóa của em tập được một một khóa thay gân đổ cốt này rồi thì em cảm thấy sức khỏe mình nó tốt lên, mà dạ thỉnh thoảng nó vẫn còn hơi hơi đau đau á thầy. Thì em muốn hỏi thầy giúp cho em mình tập như thế nào để cho nó cân bằng lại á thầy. Thì chị cứ tập tiếp đi. Dạ. Thì đến một ngày sao ạ? Nó mấy cái vùng ngay đây là nó không còn bị tắc nữa. À Thì dạ đúng rồi đó thầy, chỗ đó đó. Dạ. nó mất không. Rồi bây giờ nếu mà mình tập mà nó chưa đạt được thì sao ạ? Đến trung tâm cho người ta không tắt thêm cho mình, người ta Dạ. trực tiếp thêm. Rồi Dạ. nhớ sự tổn thương hôm trước chị có học từ buổi đầu không ta, hôm giờ nè. À, dạ em có vô mà em chưa. Dạ có. Chị có học cái buổi mà em nói cơ thể người cấu tạo theo nguyên lý của Tây y không, theo góc nhìn Tây y không? Dạ em vô chắc nó bị trễ chỗ đó rồi thầy ơi. Chị mất cái thông tin chỗ đó đúng không? Dạ. Thì ngay cái chỗ vùng chị bị chấn thương đó là tế bào nó đang bị tổn thương Dạ. à, vậy thì bây giờ lưu thông máu gì đó Dạ. để cho nó tế bào nó được sinh mới trở lại. Dạ. Bị tắc nghẽn thì máu đâu lưu thông được đâu. Dạ đúng rồi, hèn gì lâu lâu nó đau á thầy, em nằm xuống nó cũng đau mà em nói nó cũng đau luôn. Nó đau giống như cảm giác nó đau ở giữa cái con người của mình nữa thầy, miếng đau chỗ nào nữa. Đừng có làm lớn cái đó lên nữa. Hôm trước mình Dạ. chuyện lý ánh sáng rồi, bây giờ mình Dạ ráng rồi. chung cái đau thì nó đau hoài à. Những Dạ cái gì ok thầy. khác mà làm lớn lên, bây giờ mình biết chỗ đó nó chưa có được thông suốt đúng không, thì mình biết nó Dạ. đau chưa được thông suốt thì giờ tập tiếp đi, xoay khớp vai rồi nè, tập thêm từ từ gân cơ nó Dạ. được dựng lên, nó thông suốt máu huyết lưu thông thì nó hết thôi. Dạ. Bị lệch hay gì đó, thoát vị lệch thì mình cần can thiệp đến chuyên môn của người nắn chỉnh, ta Dạ. chăm sóc xương khớp thêm cho mình à. Cảm Dạ. thấy sao ạ? Mình có cái bệnh lý về xương rồi, đó là thoát vị hay là lệch như thế nào, nó nặng đi mà tập cảm thấy nó chưa có phục hồi nhiều thì đến trung tâm nắn chỉnh, người ta nắn chỉnh cho mình. Thì các anh chị có thể đến tâm lý dung, tâm Dạ, dung biết ơn thầy. Dạ. khớp. Dạ. Ừ. Dạ em Rồi biết ơn thầy, em chào thầy ạ. cái khu vực này mình không có tự mình thông tắc được thì đến trung tâm nhờ người ta để người ta thông tắc cho. Dạ. Dạ. Có thể đâu đó nó bị chèn một cái dây nào đó, nó chèn vô trong đó cái nó làm mình Dạ. không Dạ. à. Dạ. Dạ em biết ơn thầy, em chào thầy ạ. Ở đây thì Phương chia sẻ ra thêm cho các anh chị Dạ thiếu hiểu món rồi. chứ để mình không có để tập trung vào vấn đề hay các anh Xong chưa? chị. Nếu mà các anh Xong chị rồi, nhớ xong chưa? lại cái ngôi nhà hôm Em bữa mà Phương chia chưa? sẻ không, nguyên lý ánh sáng không, các anh chị mà càng tập trung vào vấn nạn giải quyết thì càng mập, tại vì hết vấn nạn này thì vấn nạn nó sẽ khác, nó sẽ đến, hết cái này cái kia sẽ đến, nó nhiều lắm. Thì mình giải quyết bằng cái cách khác đi, đó là đưa ánh sáng vào hàng ngày thì sao ạ? Tập luyện, ngủ nghỉ, sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, sức khỏe xã hội, máu huyết lưu thông. Địa chỉ Tâm Liên Dung đó là 152 xẹt 14 đường Thành Thái,
quận 10 hay anh Hồ Thông. Rồi vậy thì mình sẽ vô tập ha cả nhà, để cho hệ thống căn cơ của mình chắc khỏe lên. Rồi có những anh chị nào mà mới lần đầu tiên tập nè, có thể những động tác mình tập như sau không, tác động vào các nhóm cơ đó, tại vì nhóm cơ đó trước giờ mình không tập, cái hôm nay mình tập, có thể qua ngày hôm sau thì sao ạ, nó hơi ê ẩm, nó hơi ghim, thì chuyện bình thường ha, đó là cái sự chuyển hóa của trong cơ thể của mình thôi. Hoặc là tập những bài tập cái qua hôm sau đau ê ẩm luôn thì cũng là bình thường, bữa hai bữa sao nó hết thôi, cho các anh chị đừng có lo sợ gì nữa ha. Chỉ sợ cái mình làm gì đó nó bị chấn thương vô, nó tác động mạnh quá, cái làm ảnh hưởng vô cái địa điểm hay cái đốt xương nó lệch đi thì mình mới sợ thôi. Còn những bài mình tập ở đây thì nó rất là lành và nó rất là dễ thương nên các anh chị yên tâm tập. Chỉ do là đó giờ mình ít sử dụng tới nó nên hôm nay mình sử dụng cái nó sổ cơ ra thôi. Rồi sổ cơ ra vậy thì các anh chị nhớ đó là bơm khí vô để cho khí huyết nó tới. Rồi bây giờ mình tập ha. Bài đầu tiên thì các anh chị tập đó là động tác đi lui. Động tác đi lui, tức là các anh chị đi lùi á, thay vì mình đi cái mặt đi phía trước gì thì các anh chị đi lùi như thế này. Nhưng mà mình sẽ đi bằng gót chân. Đi bằng gót chân của mình, các anh chị nhắc cái mũi chân lên. Anh chị nào mà đứng vững á thì nhắc được cái mũi cao lên thì càng tốt ha. Còn ai mà đi chưa vững được á thì có thể nhắc nửa bàn chân thôi. Nhưng mà từ từ mỗi ngày mình ca gen lên, nhắc cao lên à. Rồi các anh chị quan sát hai cái cơ vai phía sau của Phương nào, câu lại hai cơ vai phía sau câu lại, tức là hai cái vai câu lại, mở cái ngực mình ra, hai tay đang lên đưa lên trên đỉnh đầu của mình đang lên, thì lúc này sao ạ, nó tác động vào khớp vai của mình luôn, nó mở được các nhóm cơ vai ra, thẳng tay lên chứ không mình không có chuẩn gì, ai chưa thẳng được thì từ từ mỗi ngày cứng lên. Rồi cả nhà nhìn cái tay Phương để nè, mình không có để ra phía trước như vậy, có thể là nhiều anh chị do cơ ở đây nó bị bó xiết lại thì các anh chị để như vậy, nhưng mà từ từ mỗi ngày sao mình mở ra cái tay để câu hai cái nâng vai phía sau câu lại nè, các anh chị thấy cái tay của Phương không, nó ra khỏi cái phía lỗ tai phía sau luôn nè, câu lại nè đó lên. Rồi mình đi lui ha, đi lui nhắc mũi chân lên, nhắc mũi chân lên, đi bằng gót đi lui nè, mắt nhìn về phía trước đừng có cúi xuống, mắt nhìn về phía trước đi lùi, cứ đi từng bước thôi, đi cái mình điều chỉnh từ từ cho cái bước chân của mình đi nó được thẳng hàng, đi nó được thẳng hàng à, đi từ 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 từ. Rồi cái bụng vô, các anh chị nhớ rút cái bụng vô chứ đừng để cái bụng hở nha nha, siết rút cái bụng vô, cơ đáy sàn chậu kéo lên chỗ vùng rúng, kéo sát vô cột sống của mình. Rồi nhắc mũi chân cao lên thì mình sẽ thấy nè, nó giãn từ cái gót chân của mình, giãn lên cái nhượng và các dọc cái nhóm cơ lưng nó cũng được kéo giãn lên, tay thẳng lên, hướng cái tay cao lên, các anh chị chỉ đừng để trùng trùng xuống, hướng cái tay cao lên thì lúc này các anh chị cảm nhận thấy là các nhóm gân cơ phía sau lưng nó được kéo giãn lên, cái cột sống mình được kéo cao lên, được kéo cao lên. Rồi vừa đi mình cứ vừa hít thở thôi. Đi từng bước, đi lùi từng bước. Nhắc cái mũi chân lên, nhắc mũi chân lên. Rồi Hay quan quá. sát cái bàn chân của mình. Đừng để cái bàn chân, mũi chân nó lẻ ra một bên. Chỉnh cái chân nó thẳng lại. Dù là các anh chị nhắc mũi chân cũng vậy, chỉnh nó chỉnh lại. Thầy À. thầy cho em hỏi một chút xíu là mình chỉ chạm mình cái gót thôi thầy, hay là có cái phần gì ở bàn chân hay thế nào không ạ? Mình đi bằng gót đó chị. Mình Đi bằng gót gót. không thôi đúng. Dạ. Thì ai nhắc lên được cao thì cho bằng gót. Còn ai mà đi chưa vững á thì đi bằng nửa bàn chân, rồi từ từ mình nhắc cái nó cao lên. Tại vì Phương sợ đây có nhiều cô chú thì do trước giờ không tập á, rồi căn cơ nó bị co rút lại, bây giờ nhắc cao lên quá thì cô chú đi cũng được, dễ bị té. Thì bây giờ Dạ mình dạ dạ bằng à. nửa bàn chân thôi, rồi từ Dạ từ dạ cao lên. Dạ em biết ơn thầy ạ. Rồi các anh chị cùng nhau đi đi, Phương quan sát cái rồi Phương điều chỉnh cho cả nhà. Đi lùi ha, đừng có nhìn xuống đất, cứ nhìn ngang tầm mắt của mình đi, tại vì nhìn xuống đất là cái trọng lượng cái nó dồn nặng lên cái cơ cổ của mình. Các anh chị cứ nhìn ngang tầm mắt của mình.
đừng có nhìn xuống đất. Thẳng tay lên chị ta ra, hai cơ nâng vai phía sau câu lại, thẳng tay lên, gướng cái người lên, gướng cái tay lên. Có thể là Phương biết là các anh chị sẽ rất là mỏi á, nhưng mà vượt nó qua, vượt qua từ 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 từ, tập từ từ cho gan cơ nó nhả ra, nó nhả ra từ từ. Có ai toát mồ hôi luôn không? Ở đây anh chị tập cùng với Phương đây là toát mồ hôi rồi đó. Kết hợp hơi thở ha. Cả nhà mình, anh chị nào mình thuận lợi trong quá trình mở cam á, các anh chị mở lên cái để Phương quan sát, có gì Phương điều chỉnh cho các anh chị. Cái tay, bàn tay gướng cao lên cả nhà. Gướng cái tay này cao lên, kéo bàn tay này hướng cao lên. Cái cơ nâng vai được nâng cao kéo lên, lúc này mình thấy kéo các nhóm gân cơ phía cột sống lên nè. Cái mình đi. Đó, đi. Rồi. Rồi mình qua động tác kế tiếp ha. Rồi các anh chị dừng lại đi. Đã không cả nhà? Các anh chị thấy đã không? Giãn gân cơ không? Anh chị tập cùng ở đây với Phương là quá phê đó. Dạ phê thầy ạ, thả tay xuống là nó đã lắm rồi đấy. Đó. Dạ, nó kéo dài cái hai cái cộng lên phía sau lưng. Ở đây anh bằng cảm nhận khi đưa tay đi gì á, cái cảm giác nó kéo hai cái cọng gân cơ phía sau lưng mình là dọc cơ, các thứ cơ dọc hai bên cột sống á, nó được kéo giãn ra. Tại vì hàng ngày các anh chị mình ngồi á, sinh hoạt ngồi mọi cái nó bị ngồi nè, gút gút lại gì nè, giờ mình tập nó được kéo giãn ra, được kéo giãn ra. Rồi bây giờ mình qua bài số 2 ha. Bài kế tiếp đó là bài nhún gót chân. Nhún gót chân thì có phải hôm trước Phương hướng dẫn rồi đúng không ạ? Nhưng hôm nay nói lại, thì hai bàn chân mình chỉnh lại đứng song song, chỉnh lại song song hai bàn chân. Các anh chị có thể khép lại khoảng cách tầm một tấc thôi, 5 đến 10 cm thôi. Rồi đầu gối hơi chùng nhẹ lại để mở khớp gối ra, siết giữ cơ bụng lại. Hai cơ nâng vai nâng lên để cái tay phía trước ngực nhún. Gót chân không chạm sàn, mình đứng nhún bằng cái mũi chân. Gót chân không chạm sàn. Rồi khi đứng nhún như thế này thì tay nó tự rung theo, tay nó tự rung theo. Rồi bài này sẽ hỗ trợ sao ạ? Khi các anh chị nhún như thế này nó tạo một cái xung động bên trong đó, nó giúp hỗ trợ làm sạch cái thành mạch máu của mình, làm sạch thành mạch máu, rồi nó phát triển kích hoạt cái hệ thống gân cơ chân của mình. Rồi các anh chị nhún như thế này nè, mà siết cơ bụng lại mình thử cảm giác nha, nó tác động lên hệ thần kinh của mình luôn á, từ chân cho tới lên dọc lên cái ót gáy của mình luôn. Khi nhún như thế này nè, nó rung rung như thế này nè, nó tác động vào thần kinh của mình đó. Rồi nó sẽ giúp hỗ trợ cân bằng hệ thống gân cơ hai bên của mình luôn. Đầu gối thì mình mở ra, khớp gối mở ha, không có thẳng gối, khớp gối mở, siết nhẹ cơ bụng giữ cái form lại, nhún. Hơi thở thì cứ hít thở, hít sâu xuống đan điền. Kết hợp hơi thở hay cả nhà, các anh chị hít sâu xuống đan điền của mình. Bấm vô cái tai nghe. Sao em cũng bấm vô mà nó không vô? Này sao lại thế rồi con? Rồi thôi. Rồi các anh chị đi tới đi lui cho thoải mái. Rồi tiếp theo bài kế tiếp á,
đó là bài vũ tay. Vũ tay gập lưng, tức là cái tay của mình vũ ra như thế này, mình gập cái lưng xuống. Rồi các anh chị, Phương làm mẫu ha, các anh chị quan sát Phương ha. Hai chân của mình bước rộng ra hơn vai tí xíu, hoặc là gập bằng vai. Rồi hai bàn chân mình tiếp đất nào, là cái gót chân và cái ủng ngón chân cái, ủng ngón chân cái các anh chị tiếp đất xuống đất, lực nó đi xuống đó. Rồi đứng cho cái chân mình thật là vững chắc ha. Rồi các anh chị nhớ vũ tay ra. Rồi bài tập này mình kết hợp với khí nào, các anh chị hít vô thì khi khí nó xuống ngang đề thì các anh chị siết cái bụng lại, hai tay mình đưa lên hết nào, hai tay đưa lên như thế này, các anh chị ưỡn cái ngực nhẹ ra là mình đang lấy khí nè. Rồi đủ khí rồi, cúi xuống vũ mạnh tay ra, xì ra mắt của mình nè, nhìn thẳng ra phía sau lưng, cúi xuống nhìn ngay giữa, nhìn ra phía sau luôn, vũ tay mạnh ra, thả lỏng thắt lưng này ra, thẳng chân, hai cái chân này thẳng đầu gối chứ không có trùng ha, thẳng đầu gối để nó mới căng được cái cộng gân cơ phía sau, thẳng ra vũ mạnh xuống và tiếp tục lên hết hết như thế này, là xiết cái bụng vô, cái bụng chỗ vùng đang đè nó xiết vô hết. Rồi cúi xuống vũ. Rồi bây giờ mình làm 36 cái ha. Rồi các anh chị vào vị trí ha. Rồi các anh chị ai mà đang bị đau lưng nè, tập bài này xong các anh chị cảm thấy dễ chịu lắm, nhưng mà nhớ là phải thả lỏng cái lưng ra chứ không có gồng đây nha. Thả lỏng nó ra, ai xuống được biên độ tới đâu thì xuống ha, ai xuống được biên độ tới đâu thì xuống, nhưng mà nhớ là phải vũ mạnh cái tay ra, thả lỏng tay vai, thả lỏng thắt lưng. Rồi các anh chị vào vị trí vũ tay gập lưng, bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đứng cho vững chắc. 11 12 ai chóng mặt thì dừng lại. 13 14 15 16 17 18 19 20 thả lỏng thắt lưng ra. 21 vũ mạnh tay. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 rồi. Rồi các anh chị về lại vị trí nhún gót chân. Rồi các anh chị nhún gót chân để cho nó quy hồi lại nè. Đứng nhún gót chân, hít thở, đứng nhún chân lại tí xíu là nó quy hồi lại, hồi quy lại. Tao các anh chị thấy nóng người đúng không? Gân cơ nó giãn ra đã cái lưng. Rồi thôi. Lâu lâu vũ 36 cái đã quá ha cả nhà. Chị Hiền nói là mỏi đau khớp chân hả? Thì khi thẳng chân ra vậy là nó sẽ giãn cái gân cơ chân của mình mà. Ừ. Thì ai bắt ổn thì sao à? Nó sẽ bị đau. Mình tập từ từ gân cơ nó vinh nhuận ra nè. Chóng mặt thì dừng lại hả chị Hiền? Chóng mặt thì dừng lại, ngồi xuống dừng lại, thư giãn tí xíu. Ha. Rồi bây giờ mình qua bài kế tiếp. Nãy giờ mình đi ba bài đó, thứ nhất là đi lui, thứ hai là nhún gót chân, thứ ba đó là vũ tay gập lưng. Rồi tới động tác thứ tư ha. Động tác thứ tư, động tác này mà các anh chị tập nữa thân hình từ từ nó đẹp chuẩn luôn luôn á đó. Đó là bài lắc hông giữ chuột.
lắc không giữ trục. Rồi để cho các chị hình dung chỗ này tí xíu, chúng mình rửa cái hình ra. Các chị có thể đứng đúng gót chân ha, để thư giãn, để cho nó quy hồi hồi quy lại. Đây là cả cột sống. Rồi, cả cột sống. Đây là cái đầu ha. Đây là phương vẽ nhìn từ phía sau lưng nhìn tới nha. Đây là hai cái bả vai của mình, hai cái bả vai. Đây là hai cái xương, chỗ xương vai. Khi mà Phương nói là các chị hai cái vai phía sau á, phía xương vai phía sau, cái vai phía sau là câu lại, là hai cái điểm này nè, câu lại với nhau là nó mở được cái ngực của mình ra. Hai phía sau này nè, câu lại là nó mở cái ngực ra, nó mở được cái ngực mình thẳng, mở ngực ra nè. Rồi dưới này ha, cái này là cái phần phần hông, phần mông của mình. Rồi đây là phần mông, hông. Dọc xuống đây, đây là các xương sườn, đây là các xương sườn ha. Rồi đây là các hệ thống nhóm gân cơ. Gân cơ. Rồi các anh chị hình tượng giúp Phương ha. Hệ thống gân cơ đây là giữa cột sống của mình. Đây là cái trục. Khi Phương nói trục á, giữ trục là các anh chị nắm giúp Phương. Đây là cái trục của mình nè, trục cột sống nè. Từ trên đỉnh đầu đi dài xuống đây tới đốt xương cùng của mình luôn, là cái trục cột sống. Rồi khi Phương nói lắc không, lắc không giữ trục, lắc không giữ trục là hai bên hông này của mình nè, hai bên hông nè. Các anh chị đặt cái ý vào đây, các anh chị lắc qua lắc lại, giữ cái trục lại, không cho cái trục này nhúc nhích. Giống như các anh chị cắm cái cọc xuống gì đó, rồi hai bên gắn hai cái bên cánh tay hai bên là lắc qua lắc lại, nhưng mà cái cọc nó được giữ ha. Vậy thì khi lắc cái hông này, cái vai này cũng lắc theo luôn, nhưng mà cái đầu không lắc, cái cột sống nó không lắc, nó chỉ là hệ thống gân cơ hai bên này nè, nó lắc qua lắc lại thôi. Thì lúc này nó tác động vào gân cơ và thần kinh ở mình, và các đốt sống nó được giữ lại. À, từ từ các chị tập nó phát triển các nhóm cơ lõi này lên, các nhóm cơ lõi này mà nó phát triển lên, lắc không giữ trục. Rồi rồi tôi làm mẫu trước nào, lắc không giữ trục. Vậy thì khi hai cái chân của mình là đứng chỉnh sát vô khoảng cách của hai bàn chân á, nó khoảng 5 cm thôi, 5 cm thôi. Chắc Phương đứng gần lại tí xíu các anh chị thấy. Rồi để kéo cái ống quần lên luôn để các anh chị thấy cái chân. Lắc cái hông, lắc cái hông, hai tay hai cái nâng vai phía sau câu lại, hai tay nâng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố định cái ánh mắt của mình lại, không di chuyển ánh mắt, hai tay nâng cao lên. Rồi gút cái bụng vô, cái bụng của mình gút vô, lắc hông nào. Bây giờ Phương lắc hông qua bên phải trước nào, cái hông Phương đánh qua bên phải nè, là có phải các anh chị thấy cái gót chân của Phương kiển lên không, đầu gối nó cũng được kiển lên. Rồi đạp gót chân xuống, chuyển qua hông trái là mình đạp gót chân xuống, là lúc này gót chân trái được kiển lên. Tiếp tục chuyển qua hông phải thì đạp gót chân trái xuống, chuyển hông phải lên, cứ vậy lắc qua lắc lại. Rồi các anh chị sẽ bước đầu sẽ có cái hình tướng đó là cái đầu của mình lắc qua lắc lại, nhưng mà mình giữ cố định cái đầu lại, không cho cái đầu lắc, mắt nhìn về cố định phía trước,
cái hông của mình đặt ý vào hông, hông lắc qua lại thì vai lắc theo đó, cảm nhận cái trục giữa của mình nó được giữ trục, lắc hông giữ trục. Rồi các anh chị thấy cái chân của Phương di chuyển không? Cái chân này di chuyển là do cái hông mình di chuyển nên cái chân di chuyển theo, chứ không phải là mình cố ý là nhún chân ha, mà là do cái hông của Phương lắc qua lắc lại nên cái chân nó di chuyển theo. Nè các anh chị nhìn nè, cái hông này lắc qua nè, lắc lại nè, lắc qua lại nè, à, lắc qua lại nè. Ừ. Rồi cái tay hai cái đơn vai câu lại, kéo cái tay cao lên, kéo cái lưng cao lên đó. À, từ 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 là các anh chị làm nó đều à ha. Có thể bước đầu các anh chị làm nó chưa có thuần thục nhưng mà cứ tập tới đi, gân cơ của mình tập từ từ sao à? Nó vinh nhuận cái nó tập, nó sắp xếp vài bữa các anh chị cũng thuần thục. À Phương bước đầu tập nó cũng không có thuần thục đâu, nó cũng ẹo qua ẹo lại đó, nhưng từ từ sao à? Khi mà nghe được thầy nói đó là lắc không giữ cái trục, giữ cái trục cố định cái trục lại, chỉ lắc hai bên hông, đặt ý hai bên hông lắc, thì cái từ từ mình lắc cái nó vô khớp rồi. À. Tay nâng tay cao lên, cơ nâng vai kéo cao lên, lắc không giữ trục, rút cái bụng vô. Rồi các anh chị lắc không đi, các anh chị lắc không đi, rút cái bụng vô ha, cơ đáy sừng chậu kéo lên, siết vô, kéo cái bụng vô. Rồi cứ vậy hít thở. Rồi. Lắc hông giữ trục. Lắc hông giữ trục. Bên bên Yumihu người ta nắn chỉnh đó, người ta chú trọng cái phần xương chậu này lắm. Bên Nhật á, người ta một tuần người ta cũng ít nhất gì một hai lần người ta đi nắn chỉnh xương khớp á, nắn chỉnh vùng xương chậu nè. Tại vì xương chậu này nó dính vô cái nó làm bất ổn sức khỏe của người ta, ví dụ nó dính vô nó lợp, nó làm mất cân đối, từ từ nó làm ảnh hưởng đến nguyên một cái cột sống của người ta. Nên vì vậy mình lắc như thế này nè, quá trình gân cơ nó được tác động và khớp nó được tác động vô, cái từ từ nó sắp xếp nó ngay lại. À, nó sắp xếp nó ngay lại, sức khỏe mình thay đổi lên. Những trường hợp mà bệnh về phụ nữ rồi đó cả nhà, người ta hay chú trọng đến cái vùng xương chậu, khi nắn chỉnh như thế này nó ngừa được những cái trường hợp bệnh đó. Nên các anh chị gần trung tâm của mình đó, có những cái cơ sở nào mà nắn chỉnh xương khớp á, không phải là mình đợi tới khi mình bị mình mới đi điều trị, mà khi các anh chị khỏe bình thường như thế này thì mình nên đi bảo dưỡng, nên đi bảo dưỡng để được chăm sóc cái phần xương khớp. Rồi tiếp tục lắc ha, lắc gì khỏe lắm á, nó tác động vào gân cơ thần kinh của mình, rút cái bụng vô. À, các anh chị có thể nhìn Phương, nhìn các anh chị đừng suy nghĩ gì cho á, thủ đắc hình ảnh. Phương tập được bài này đẹp như đến thời điểm hiện tại như thế này là Phương cũng quan sát thầy đó, Phương nhìn Phương không suy nghĩ gì hết, Phương thủ đắc hình ảnh cái Phương làm theo đâu. Lắc 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 giữ chỗ, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại giữ chỗ. À, tay đưa thẳng lên cả nhà, tay đưa thẳng lên. Thế mông qua bên nào thì cái chân bên đấy hơi 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 nâng lên hả? Nó nâng lên chị, ví dụ như mông phải dịch qua cái mông Là phải đúng ngược không, lại ta. Em là thấy sao em chân không hiểu. phải, chân phải nó được nâng lên, chị hiểu Chân không? phải thì mông qua bên trái phải không thầy? Không, mông phải thì chân phải, rồi chuyển qua mông trái thì chân trái nè, cái mông mình lắc lên là cái chân nó lắc lên nè, chị nhìn nè, hai tự nhiên hai cái mông đang giữ thẳng như thế này, cái chân nó giữ như thế này, thì có phải khi chị kéo cái mông bên phải lên thì cái gót chân nó kiển lên không? Tại chị di chuyển cái mông người ta mà, cái phần xương hông này sẽ chi phối xuống phần dưới, Rồi thì cái rồi em hiểu rồi, tại vì em lại đang cho cái mông nó sang hai bên chứ không phải là nó thiên về phía lên trên. nè, nó nghiêng thì chị lắc gì đó, ý em nói chị khi là chị kéo lên là cái chân nó kéo lên, thì khi chị nghiêng qua cũng vậy, thì khi chị lắc qua lắc lại thì cái chân của mình nó nhấc thấp thôi, nó được, nó không có nhấc cao, nó nhấc thấp thôi. Đó, em lắc qua lắc lại nè, chị thấy cái bàn chân của em không?
bàn chân đầu gối nó cũng dịch chuyển nè. Dạ, tại em bị nhầm với cái bài mà cái gì mà đánh gối ra bên ngoài cũng lắc, mà cái gối đánh ra bên ngoài nên nó bị Cái này nhầm. đang lắc không giữ trục, đặt ý vào cơ hông thôi, cứ cái hông lắc là tự cái chân nó điều phối theo, nó điều phối cái chân. Dạ. Lắc qua lắc lại ha, chứ không phải là mình nhúng nhúng đâu nha. Phương thấy quan sát nhiều chị nhúng nhúng lắm, nhúng nhúng gì nè. Như vậy là các anh chị đang nhảy, đang nhảy, đang đánh bông, là các anh chị cái mông của mình đang đưa qua đưa lại, là cuộc sống các anh chị thấy không, cuộc sống nó bị đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, nhưng không, mình lắc qua lắc lại nhưng mà mình giữ cái trục, rút cái bụng vô, lắc qua lắc lại giữ trục, giữ trục, giữ trục, giữ trục. Lan Hương nói là mỏi vai tay quá, đúng rồi, các anh chị mà mới tập cái này rất là mỏi này, ai mà đứng lắc cái này vài phút thôi là mồ hôi như này nè, mồ hôi hột nó đổ ra, mồ hôi lưng nó đổ ra chỗ cánh tay này của mình nè, nó mỏi lắm, nó đổ tu mồ hôi ra luôn. Bây giờ Phương lắc quen rồi, có thể đứng 10 phút 15 phút đều lắc được. Tiếp tục đi chị Thay ra, tay của chị càng nâng cao lên, các anh chị thở ra để thả lỏng, thở ra để nó thả lỏng căng cơ ra, nó nhả ra, thở ra, thở thả lỏng ra. Đó, iPhone của sẻ nè, lắc nhìn im quá nè, đừng có mắt đừng nhìn xuống chị, nhìn ngang tầm mắt á, đúng rồi, mắt của mình nhìn ngang tầm mắt ra phía trước, cố định ánh mắt lại để nó giữ lại cái trục của mình. Okay, anh chịu võ lắc cũng mềm nè, rút cái bụng vô, anh chịu võ rút cái bụng vô, các chị nhớ rút cái bụng mình vô, cơ đáy sàn chậu kéo lên, cái bụng rút sát vô cột sống. Nguyễn Huy Tạo nè, lắc cái hông, cái vai lắc theo luôn anh, cái hông nó lắc, cái vai nó lắc theo luôn, anh thấy không, cái vai nó được lắc theo thì lúc này các anh chị tác động được khớp vai của mình luôn. Đúng rồi, hàng hàng Vũ hạn chế lắc cái đầu ha, hàng Vũ đang nằm im đó. Rồi nãy giờ các anh chị lắc cũng lâu rồi đó, các anh chị buông xuống đi, hạ xuống đi, mình qua bài mới. Rồi chuyển qua động tác thì mình đứng nhún gót chân tí xíu, khi mà chuyển qua động tác á, các anh chị đứng nhún gót chân tí xíu để cho nó hồi quy lại. Rồi bây giờ mình qua bài kế tiếp ha. Qua bài kế tiếp đó là bài squat. Squat, squat. Cái bài squat chưa ta? Chưa. Cái bài lăn cơ lưng. Lăn cơ lưng trước đây. Rồi bây giờ lăn cơ lưng ha. Các anh chị nhìn vô cái bảng này giúp Phương để biết mình lăn cơ lưng nè. Lăn cơ lưng ở đây các anh chị không có lăn lên giữa cột sống này, mà mình lăn hai bên cơ lưng để nó phát triển nhóm cơ lưng lên, các anh chị lăn qua thời gian các nhóm cơ này nó dày lên, nó săn chắc lên, lưng đẹp lắm. Lưng của Phương bây giờ là hai bên là nó có hai cái đường tớ cơ, nhìn từ đằng sau là nhìn thấy con số 11, thấy số 11 nó có hai cái đường cơ. Rồi đầu tiên các anh chị tư thế ngồi nào, mình sẽ ngồi bên cái mông mà mình lăn trước, bên nào mình lăn, ví dụ bên phải và bên trái, bây giờ Phương muốn lăn bên phải trước đúng không, thì Phương sẽ ngồi đặt cái mông phải của Phương chạm xuống sàn, thì Phương nghĩ đây là vị trí số 1 ha, vị trí số 1 chạm xuống sàn, là chỉ bên mông phải nó chạm sàn thôi, mông trái không có chạm sàn ha, Phương chỉ ngồi nửa bên mông thôi, ngồi bên cái mông phải thôi. Rồi đây là các đường cơ dọc lưng của mình, các anh chị không có lăn ngay cột sống này, các anh chị lăn từ từ mép cơ ngoài bên này nè, từ cái mông này nè, các anh chị ngã xuống, ngã cái lưng xuống, rồi lúc này mặt sàn nó tiếp đất, phần này là tiếp đất với mặt sàn nè, để dài lên, dài lên, dài lên tới bờ vai, tới bờ vai đây là điểm số 2. Rồi các anh chị trở về lại, lăn ngược trở lại, bật ngược trở lại từ điểm số 2 này trở về số 1, cứ như vậy
cứ mông lên vai, từ vai kể về mông, giống như cái bập bên như đó cả nhà, bật xuống, nhả xuống bật lên như nè. Đó thì điểm chạm của mình, điểm chạm và điểm kết thúc đó là mông và vai, điểm bắt đầu và điểm kết thúc là mông và vai, vai và mông. Mình lăn từng bên trước, lăn từng bên trước. Chị Hiền có đây không ta? Thấy chị nãy giờ chị nhắn lên toàn là mỏi thắt lưng, đau đầu gối, đau khớp không vậy? Chị Hiền thì cứ tập đi chị, còn mỏi quá thì dừng lại thôi. Chị đừng có làm lớn cái đau nhức bên trong mình lên, tại vì khi mình làm lớn như vậy á, cái tần số rung động năng lượng nó bị thấp xuống, nên quá trình tập hiệu quả không có cao. Thì nãy Phương đã giải thích rồi mà, mình tập mình tác động tới nó có thể nó làm hơi đau nhất, thì đau nhất quá thì ngưng lại, rồi hết thì tập tiếp. Còn mà đang tập mà cứ đau quá nhức quá thì Phương nói thiệt đó là tập hiệu quả không có cao đâu ha. Hôm sau Phương sẽ nói về tần số rung động năng lượng của một người, nó sẽ quyết định lên cái cảm nhận, cảm thấy và nhìn thấy và sở hữu thấy cái vật chất mà mình đang đang sở hữu, thì các anh chị sẽ hiểu được điều này. Rồi bây giờ mình lăn cái lưng ha, bây giờ Phương làm trước nào, các anh chị quan sát. Đầu tiên Phương sẽ lăn bên phải lưng của Phương trước, lăn bên phải thì Phương ngồi bên mông phải nào, đặt cái mông phải xuống, đầu gối phải hạ xuống sàn. Bên mông trái của Phương có ngồi đây các anh chị, mông trái của Phương nhắc lên này, thấy không, cái mông trái nhắc lên. Rồi hạ lưng phải xuống nào, ngã xuống. Thì lúc này chúng ta siết nhẹ cơ bụng lại, hít lấy khí, rồi ngã xuống. Khi ngã lưng rồi giữ khí cho người, mặt lên thì xì ra, rồi ngã xuống tới vai, mặt lên, ngã xuống tới vai, mặt lên. Mình chỉ lăn dọc bên cơ lưng thôi, lăn dọc bên cơ lưng, không lăn ngay cột sống nha. Các anh chị lăn cái này có thảm, có cái thảm yoga với Phương. Rồi Phương quay lại các anh chị nhìn nè. Rồi bật lên thì thở ra, hít vô, rồi ngã xuống, giống như cái bật bên gì đó, ngã xuống bật lên. Rồi Phương quay cái lưng lại, các anh chị nhìn từ mặt từ phía sau lưng. Rồi bây giờ lăn ra phía trước ha, các anh chị nhìn phía trước luôn nè, cái chân Phương để nè. Lăn trên thảm ngay cả nhà, có cái thảm, tại vì nếu mình lăn trực tiếp xuống dưới nền sàn đó, nó sẽ bị đau cái lưng của mình, đau gan cơ, nên có cái thảm. Rồi bật lên thì thở ra, rồi hít lấy khí nè, giữ khí lại bên trong người của mình, rồi ngã xuống. Lúc này nó có khí bảo vệ cái lưng, rồi bật lên. Vậy thì mình lăn bên nào thì mình ý niệm đặt bên đó, lăn bên phải thì ý niệm đặt bên phải. Rồi các anh chị lăn đi, Phương quan sát để Phương điều chỉnh cho cả nhà. Lăn 20 cái cả nhà, 20 cái thôi, lăn từng bên 20 cái. Chị Ngọc Đẹp là không có thảm hả? Lăn trực tiếp trên nền gạch luôn hả? Đau lưng đó nghe, các anh chị nên lăn cái thảm, trên thảm yoga cái Phương, thảm này nè. Các anh chị trang bị cái thảm đi, nếu mà hiện giờ ai chưa có thảm á, thì trên một cái niệm mút gì đó cũng được để không có bị đau lưng. Các anh chị lăn 20 cái ha, rồi xuống đi anh chịu võ. Mình lăn cái mình ngồi dậy sao nó không đi đường thẳng mà nó quẹo qua quẹo phải trái là sao? Thì nó chưa có gân cơ, nó chưa có ấy thôi, chị cứ tập tiếp đi, vài bữa nó điều chỉnh lại thôi. Rồi Ừ. ai mà bật lên không nổi nè cả nhà, các anh chị lấy cái tay ôm cái chân mà đang dựng lên đó, ôm cái chân dựng lên để mình mượn cái sức mình bật lên. À, ôm cái chân vô, còn ai cứ bật lên nổi thì cứ bật lên.
Chị Samsung lăn không đến vai hả? Chị ngã xuống được mà chị ngã xuống chạm cái bờ vai. Nếu mà chị không có chạm được có thể do cái lưng của chị đang bị tôm á, thì cứ tập từng bước chị. Chị phải mở cho em thấy cam của chị để coi chị lăn như thế nào. Chị gây hand lên, chị mở cam lên. Chị có tin dùm là Samsung SM A515F nè. Mở cam lên trước Phương. Rồi lăn đủ 20 cái đổi bên đó các anh chị. Lăn 20 cái đổi bên. Ý niệm vô bên cái co lưng mình lăn á. Lăn bên nào, ý niệm bên đó. Bài lăn cơ lưng này đã lắm các anh chị. Nó làm từ từ phát triển cái hệ thống nhân cơ lưng của mình lên. Lưng của Phương mà ngày hôm nay được săn chắc như thế này là lăn cơ lưng đó. Các anh chị lăn từng bên trước, hôm sau thì Phương hướng dẫn lăn một lúc hai bên luôn. Chị Tú Mỹ tay để phía trước nào, không phải là tay ôm đầu đâu, tay để phía trước chị nè chị. Chị đang lăn bên nào? Lăn bên trái hay bên phải? Em mở mắt cho chị để chị tương tác với em luôn. Dạ, hồi nãy lúc mà thầy đang quan sát là em đang làm bên trái đó thầy. Bây giờ lăn bên phải đúng không? Rồi chị vào vị trí lăn bên phải thì em xem. Giờ làm bên bên phải hả thầy? Làm bên phải. Ra ngang thì có được không thầy? Được, được. Rồi các anh chị nào lăn đủ 20 cái thì đứng lên nhấn gót chân ha. Lăn xuống đi chị. Rồi bây giờ cái bên phải của chị em không thấy được cái chân, chị chuyển qua bên trái đi, chị lăn bên trái giúp em đi. Lăn bên trái, đúng rồi, lăn bên trái. À, bật lên. Cái chân hạ xuống chị, cái chân trái hạ xuống để cái đầu gối cho nó nằm xuống sàn luôn. Tức là mình ngồi bên mông trái á, chị ngồi bên nửa mông thôi. Tức là chị chỉ ngồi bên mông trái thôi, mông phải của chị nhấc lên rồi chị lăn đi. Rồi, tức là chị đang nghiêng lăn một bên á, đang nghiêng lăn một bên nửa bên người của mình á. À, không có lăn ngay cột sống nha. Lăn cái mép bên cơ bên bên một bên của mình thôi. Ok rồi chị Tú Tú Mỹ. Rồi các anh chị lăn bài này được hết đúng không? Nãy giờ các anh chị mà mở cam nào, Phương quan sát là thấy các anh chị lăn được hết đó. Chị Samsung, để em quan sát chị cái đó, chị lăn đi. Rồi chị chuyển qua lăn bên chân trái đi, mỗi lăn qua bên phải đi, chị chuyển qua lăn bên phải đi. Chị lăn bên bên mông nào thì cái chân bên đó hạ xuống sàn ha. Chị đang lăn bên phải thì đặt ngồi bên mông phải, đặt cái chân phải xuống sàn, đúng rồi. Rồi bật lên. Rồi. Chị lăn được chạm được vai mà. Lăn hai bên thôi. Chạy lăn bên vai ngay đây mà chị đầu em nghe cái bả vai ngay đây thì sao? Ngay đây nè, ngay cái chỗ này. Em tới bả vai ngay đây nè, chứ đừng lăn ngay cột sống. Ngay đây. Thì nó mới đường đi cái đường dọc cơ này của mình, còn chị đợi ngoài này thì mình lăn nó đã ra ngoài rồi, lăn cái dọc thớ cơ hai bên dọc cột sống nè, từ mông lên vai, từ mông lên vai nghe đây nè, chị lăn được rồi bà, lăn được rồi đó, dọc cơ cái nhóm cơ dọc lưng của mình đó. Chị Lan Hương nó là người mỏi nhừ nhưng cảm giác nó thoải mái nhẹ nhõm lắm. Dạ. Các anh chị lăn được hết đúng không? Rồi hôm nay mình tới đây hay cả nhà. Vậy là các anh chị tập được 4 bài bổ trợ rồi đó. Mình còn 6 bài nữa. Sao ạ? Mình sẽ tập 10 động tác bổ trợ quay ngang cái mình tập thay gân đổi cốt, 10 động tác bổ trợ thay gân đổi cốt. Các anh chị thấy tập mà qua thời gian thôi, sức khỏe của người sắt chuẩn như người mẫu, tại vì lúc đó mình tập để phát triển các nhóm gân cơ rồi quay ngang thay gân đổi cốt vô cái nữa. Ôi là trời nó đã. Dạ.
đã lắm. Về lắm thì ơi, về lắm luôn á. Rồi các chị hiểu ha. Vậy thì những ai mà đang bị ê đau nhức do gân cơ nó bị siết, nó bị rút lại thì giờ mình tập sao ạ? À? Giống như dây nè, nó bị quấn thì sao ạ? À? Mình gỡ dây ra, mình tháo dây ra, thì bây giờ các chị tập như thế này đang cho gân cơ nó được giãn mở từ từ ra, cái mình đưa khí vô, cái nó nuôi dưỡng từ từ. Và những bài tập này nó sẽ phát triển các nhóm cơ của mình lên nữa. Anh chị nào mà trường hợp bất ổn về xương khớp á, ví dụ thoát vị hay là trượt đồ nặng á, thì nên đến trung tâm để người ta nắn chỉnh kết hợp thêm. Còn ai phước báo tốt, biết đâu nhiều khi tập như thế này gân cơ nó được tập á, nó được thương nhuận trở lại, cái nó sắp xếp lại từ từ từ, từ cái đốt sống nó vào vị trí, nó tự nó chạy vào lại. Cũng có nhiều anh chị chia sẻ với Phương là hết hết mỏi xương sống hả? Đúng rồi, Nguyễn Huy Tạo tập cái này mới tập nó sẽ bị mỏi, nó mỏi hai bên. Nhớ là không có lăn bên cái cột sống của mình nha, lăn hai bên cơ ha, chứ không có lăn cột sống nha, không có lăn ngay giữa cột sống nha, lăn hai bên cơ, lăn hai bên cơ. Lăn xong nó nhẹ, cột sống lắm thiệt. Dạ nó nhẹ. Thầy dạy rất là lớp là chi tiết, rất là dễ hiểu, rất là biết ơn Biết ơn chị. Rồi mình còn những cái bài tập sau nữa, các anh chị tập những cái bài tập kế tiếp nữa, anh chị mới thấy đã. À, ngày mai Phương có nhờ thầy giáo Bình lên lớp giùm Phương nha. Ngày mai các anh chị phối hợp tập cùng với thầy giáo Bình để tập thêm các động tác bổ trợ. Rồi ngày kế tiếp thì Phương sẽ vào lộ trình chuyển giao cho các anh chị thay gân đổi cốt, quy trình để tập. Quy trình để tập. Kết thúc lớp ở đây. Rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà, và biết ơn tất cả các anh chị. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, thay vì mình sẽ dành thời gian bên gia đình, các anh chị vẫn luôn đồng hành để mình tập luyện và làm giàu thể chất của mình lên, để có thân hình chuẩn như người mẫu, sức khỏe của người sắp. Và rất là biết ơn cả nhà. biết ơn thầy, rất rất là biết ơn thầy. Chào cả Chúc các nhà, chị một ngày chủ cảm ơn nhật thầy, thật là an vui, hạnh phúc. bye bye. À, chúc thầy cũng Dạ, vậy. chào cả biết ơn thầy, cảm ơn thầy, tạm biệt Biết ơn thầy. thầy, biết ơn cả nhà, xin chào cả nhà. Em xin phép tắt giùm ha. Dạ thầy.